Cơn bão số 3 cùng lũ lụt tại các tỉnh thành miền Bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Nhưng trong đó thì có nhiều trường học ngập lụt trong nước, dụng cụ học tập sách vở thì bị cuốn trôi. Và với truyền thống tương thân tương ái, các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực quyên góp tiền mặt và tập sách đồ dùng học tập để gửi hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long, trường trung học cơ sở thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít đã phát động toàn trường quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ. Qua phát động, cán bộ giáo viên và học sinh đã tích cực quyên góp trên 30 triệu đồng cùng nhiều tập, sách, viết, thước. Em mong muốn đóng góp phần nhỏ của em thôi, thì cũng góp phần cho các bạn học sinh ở đó quay lại trường học. Nhà trường góp phần công sức nhỏ của mình để gửi đến cho tất cả bà con ở ngoài miền Bắc. Các bạn học sinh thì mong muốn là các bạn tiếp tục cái con đường đèn sách của mình. Với tinh thần trách nhiệm, lá lành, đùm lá rách, thương người như thể thương thân, nhiều ngày qua, ngoài phát động quyên góp trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, tại các tiết học trên lớp, các thầy cô giáo cũng đã chia sẻ với học sinh những câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời bày tỏ xúc động, chia sẻ, mong muốn các bạn học sinh sớm vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra. Em thật sự rất là xúc động. Em muốn quyên góp một chút ít của mình để cho các học sinh ở ngoài. Hoạt động quyên góp này rất là có ý nghĩa. Thông qua cái hoạt động này thì tôi muốn chung tay hãy góp sức của mình, dù nhỏ hay lớn, thì cũng hướng về các tỉnh của đồng bào miền Bắc để cho quý thầy cô, các em vượt qua được cái khó khăn. Bên cạnh ủng hộ về tiền, ngày lương, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long cũng phát động toàn ngành chia sẻ tình cảm, tương thân, tương ái, hỗ trợ về sách vở, đồ dùng, dụng cụ học tập cho học sinh. Qua phát động, đến nay, ngành giáo dục tỉnh đã quyên góp được hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều tập, sách, đồ dùng học tập hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.